Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì này mình có chế biến một cái tô phở và nói mọi người là nói chung là nó rất là đắt mọi người nhá. Tô phở này mình tự làm mọi người. Đó, này giờ mình chế biến ở trong nhà mọi người và bây giờ cũng gần tối rồi nên mình sẽ tranh thủ ăn. Thì khi ăn phở này mình sẽ nặng một ít chanh này mọi người. Cái đặc biệt nhất ở đây là hai cái giò mọi người thấy chưa? Hai cái giò này cũng gần 1 cân đấy. Đó. Hai cái giò bự chà bá luôn. Đây mọi người thấy chưa? Tô mà bo không được luôn đấy. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người ăn nhá, tranh thủ ăn kiểu sợ bây giờ sợ tối đấy. Rồi. Rồi mời tất cả mọi người ăn nhá. Phải nói là cái tô phở mà đắt nhất mà mình từng ăn. Không biết anh thua ăn không là tối mất ạ. Để rau này mọi người. Rau cũng heo hết rồi. Wow. Mình ăn cũng giò mọi người xem. Đây là giò nhá. Giò heo mọi người. Ui, cắt này. Wow. Đá chưa mọi người. Để chấm. Tuyệt vời luôn. Không sợ mưa nữa mọi người. Nói là chỗ mình mưa liên tục. Phở đá nữa mọi người. Cắt này cho mọi người xem nào. Phơi là tổng hết là 100k mọi người nha. Mình mua hết đấy. Cái này là phơi gói này. Hai gói là 200.000 mọi người. Theo mọi người như cái tô như thế này thì có xứng đáng là 100.000 không mọi người? Mình thấy hai cái giò này. Đó. Hai cái giò nhìn rất là uy tín. Đó. Cái này không, cái này trưng cho nó đẹp thôi mọi người. Chứ thực sự mình ăn một mình không hết được. Trưng cho nó đẹp nhá. Mời tất cả mọi người ăn miếng giò này. Đó.
Cay. Vừa nhá. Đây là buổi chiều ngày hôm nay, là từ sáng mình ăn sáng rồi trưa mình không có ăn để chiều như này ăn luôn mọi người. Để cũng ăn gấp không là tối mất là không thấy cái gì hết mọi người. Mẹ. Tuyệt vời nha. Hai cục giò một thể đa chưa này. Ăn ngoài huyện ấy, một cục như này người ta xé ra thành một cục như này thôi mọi người nha. Có khi là cái quán mà nó đắt ấy, có khi là một cục như này là hơi nhiều đấy. Đó, người ta thái mỏng ra bỏ trong tô mình. Còn mình bây giờ cầm nguyên cục như này mọi người thấy chưa? Ăn có phải ngập mồm như mấy đá này. Lần đầu tiên mình ăn phở mà tự làm như này. Trị giá là 100k mọi người. Hai cái giò này, có phải là hai cái này không? Ở trong nhà thì một ít nữa. 80.000 rồi. Hai gói phở này nữa là 20.000 hay là 100.000. Còn công làm thì không có nhá. Rất là ngon. Nước thì ngọt. Phở gói mọi người, thành ra là nó rất là ngon. Mới ra nó dai. Tuyệt vời nhá. Nên là mình có nấu cho con mình ăn trước rồi. Kiểu mà muốn ăn nữa thì mình sẽ đi mua cái khác nha. Cái này là phải quay phải quay video cho mọi người xem này. Một cái mông giò như này nó ra tận quán phở không thể phải che, phải làm năm làm sâu đến 7 bát nha mọi người nhá. Như cái này là phải 3 bát này, phải hơn 3 bát rồi. Đây như cục này nữa này, cục này 1 bát này. Cục này mà thái ra thì nó rất là nhiều thịt nè mọi người. Đó. Đây thịt này. Wow, sợ thịt mọi người thấy chưa? Nước ngắt. Wow, rau sống nè. Cái này là mình mua phở gói phở cung đình vậy mọi người. Rất tuyệt vời luôn. Nó thịt nè. Cái giò này mình nấu là tầm 6 lít nước mọi người. 1 lít một lần đầu tiên mình nấu thì là hết một xong nước luôn. Nó mới mềm như này. Wow, phở thì đang ngon rồi, thêm cục giò đây nữa thì bà cháy mọi người.
ra nó ngon hơn. Đừng mưa tiếp. Phải cho gần một này. Đá. Tuyệt vời mà. Đây. Da và thịt. Hơn cân là ngay nó không sợt sợt ngon này. Cái đứt phở cũng đỉnh đấy mọi người, nó ngon. Mưa mọi người lại chuyển sang qua đây ăn tiếp. Mọi người thấy thịt này, cái thịt da này. Quá wow. Gặm cái này, cái đá này. Rất là vừa. Đói thật ra là cứ ăn một không biết mọi người xem còn rõ không? Rau mình để từ sáng tới giờ heo hết mọi người.
phải gọi là tô phở mà ngon nhất. Thật sự là nó là thuộc thuộc dạng là ngon nhất mọi người nhá. Mọi người không tin thì mọi người cứ về làm thử đi, mọi người về mua về hai gói phở cung đình nhá. Đó, để mọi người mua giò heo như này. Mọi người pha cho mình một ít nước chấm như này, ăn kèm nữa. Đó, chấm như này. Để cứ cho phải ngập mồm mọi người. Vừa là một cục thịt này ăn được hết rồi mọi người thấy chưa? Còn hai miếng cuối cùng nè. Ok, chắc là mình sẽ kết thúc video clip mình tại đây. Mọi người thấy hay để lại cho mình xin một like và cảm ơn mọi người kênh để ủng hộ mình.